hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa cao như tổ chức hội nghị triển khai chiến lược tài chính toàn diện, gắn với đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, hội thảo đổi mới nhận thức và hành động về thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng thành công mô hình điểm tuyến phố không tiền mặt trên địa bàn thành phố Bến Tre và nhân rộng khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến mọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp nối các hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ngày 14 tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày không tiền mặt ngày 16 tháng 6 năm 2024 với chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số. Đến tham dự có đại diện lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh tỉnh Bến Tre, đại diện Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện thành phố, lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng, đơn vị viễn thông, các hộ tiểu thương chợ Dòng Miễu. Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã thông tin khái quát tình hình, kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, thanh toán không dùng tiền mặt đang dần len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, từ các trung tâm thương mại, siêu thị hiện đại đến các sạp thịt cá, rau củ, quầy bán vé số tại các khu chợ truyền thống, vỉa hè với nhiều công nghệ mới hiện đại được các ngân hàng tích cực áp dụng, triển khai như công nghệ thẻ chip không tiếp xúc, mã phản hồi nhanh, QR code, trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã được chứng minh bằng những chỉ tiêu đã đạt được, vượt hoặc tiệm cận các mục tiêu đề ra đến năm 2025. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 51% về số lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, qua phương thức QR code tăng hơn 450% về số lượng với hơn 29.600 điểm chấp nhận thanh toán bằng hình thức này. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan, tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông một cách đồng bộ và hiệu quả để nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi và phương thức thanh toán tiêu dùng của người dân, nhất là trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Nhân lễ phát động hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre kêu gọi toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Phú nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung tích cực ủng hộ và tham gia thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh. Ngân hàng Nhà nước tỉnh tin tưởng rằng với sự quyết tâm vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ tích cực hưởng ứng của người dân, của doanh nghiệp, chúng ta sẽ sớm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Mai Văn Hùng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú cho biết, lễ phát động nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, huy động, sử dụng có hiệu quả các tiện ích, nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú, tôi kêu gọi các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ sở kinh doanh, các hộ dân quan tâm hơn nữa đến việc thanh toán không dùng tiền mặt. Xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu, làm tiền đề phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện. Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng, ba đơn vị gồm Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã ký biên bản ghi nhớ, phối hợp triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật năm nay, trong các hoạt động hưởng ứng ngày không tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức tài chính ngân hàng với mục tiêu để người dân trên địa bàn tỉnh có thêm nhận biết và tiếp cận, trải nghiệm sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng một cách chủ động, hiệu quả, an toàn, góp phần hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
nhằm lan tỏa sâu rộng cuộc thi đạt mục tiêu đề ra. Nhân buổi lễ hưởng ứng ngày không tiền mặt hôm nay, thì thay mặt ban tổ chức tôi chính thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức tài chính ngân hàng. Trân trọng đề nghị các cái sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, chính quyền địa phương, các cái cơ quan truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp hỗ trợ truyền thông phổ biến rộng rãi cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, đồng thời là vận động khuyến khích các cái đối tượng quản lý, người dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Kết thúc sự kiện, các chi nhánh ngân hàng, các đơn vị viễn thông tổ chức gót sâu truyền thông trên các tuyến đường nội ô thị trấn để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của người dân trên địa bàn. Các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm dịch vụ tại các gian hàng của 10 đơn vị tham gia, trải nghiệm mua sắm không dùng tiền mặt tại chợ Dòng Biểu thuộc thị trấn thành phố. Với những lợi ích vượt trội mà thanh toán không dùng tiền mặt mang lại, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ, tích cực hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển, hướng tới xây dựng một nền kinh tế số, xã hội số văn minh, hiện đại.